Nơi đây chúng ta đang đứng có một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Vĩnh Hội 158B Bến Vân Đồn. Và ở đây đặc biệt có cái nhà rất là xưa, không biết ngày xưa là làm gì, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy đóng cửa rồi. Số 183 Bến Vân Đồn. Ở đây có cái đình. Đình Vĩnh Hội. Ở đó vẫn còn những cái căn nhà, căn nhà tôn đó. Các anh chị thấy chưa? Ở đây chúng ta có cái building nè, rất là đẹp nè. Tiền nằm ở chỗ này đây. Và cái khung cảnh ở đây. Anh xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là quận 4. Bên đây là đường Nguyễn Hữu Hào. Đây có cái chợ Nguyễn Hữu Hào. Rồi chúng ta nhìn qua đây chút xíu nữa, chúng ta thấy đó là cái cầu, cầu Cao Mét, bắc qua dòng kênh Tà Hủ năm xưa, và nối liền đôi bờ quận 4, quận nhất. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đi về một cái con đường, đó là con đường Bến Vân Đồn. Thì theo như em tìm hiểu trên mạng thì con đường Bến Vân Đồn ngày xưa cũng có một cái tên rất là lạ đối với người Sài Gòn bây giờ, mà chắc có lẽ cũng ít ai để ý. Đó là đường Đồng Thảo Câu, và sau đó thì có tên Way de la Main, tên tiếng Pháp. Thì hành trình hôm nay em dẫn bà con cô bác chúng ta cùng đi về một cái kỷ niệm con đường xưa, với những cái hàng cây, công viên, bờ kè rất là mát, rất là đẹp. Bên kia ngày xưa là một cái dãy nhà sàn ven sông, bây giờ thì đã không còn nữa ha. Chúng ta thấy những hình ảnh này rất là khác lạ so với ngày xưa nè. Theo tuyến đường này chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Tất Thành, và ngày xưa là Trịnh Minh Thế đi đến cái cầu Khánh Hội để đi qua bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta nhìn xa xa đó là cái tòa nhà Bitexco 68 tầng, và bên kia là dòng kênh Tà Hủ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ đây và đi đến cái đường Bến Vân Đồn, và đi hết con đường này ha. Cuối con đường này hình như là cái cầu cầu Dừa hay cầu Kiệu gì đó. Thì chúng ta cứ đi. Hy vọng trong những hình ảnh này cô chú anh chị và bạn chúng ta sẽ bắt gặp được những hình ảnh về ngày xưa, nhưng mà có lẽ chắc khó mà nhận ra. Tại vì quận 4 ngày nay thay đổi rất là nhiều. Với những cái tòa nhà, những cái building, những cái chung cư rất là hiện đại. Phía trước chúng ta đó là cái cầu cầu ông lãnh bắc qua chợ Cầu Muối.
với cái tuyến đường này thì em cũng có nhận rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, trong đó có địa chỉ 148, 148 thì nằm phía bên tay trái. Do bây giờ với đường này thì số chẵn số lẻ nó lẫn lộn với nhau, nên chúng ta thấy có khi là số lẻ, khi là số chẵn. Với những hình ảnh này thì hy vọng cô chú anh chị chúng ta hình dung ra được cái địa chỉ ngày xưa. Và nhân đây em cũng gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Ngôi nhà 148 hôm bữa chúng ta có đi qua đây nè, nhưng mà nhà này em thấy lúc nào cũng đóng cửa, và nơi đây có cái gầm cầu ông Lãnh. Ở đây cũng có mấy bà con họ sống ở dưới cái gầm cầu này nè, họ sinh hoạt rồi ăn uống ngủ ở đây luôn, giống như là cái nhà của họ vậy đó. Do khó khăn quá không biết sao bây giờ, có chỗ nương tựa sống qua ngày. Và nơi chúng ta đang đứng đây ngày xưa đó là cái nhà máy thuốc lá Khánh Hội, bây giờ là cái building Rivergate 155-151 bến Vân Đồn. Ở đây thì cũng có mấy căn hộ cho thuê đó, rồi bán cũng có, rồi văn phòng cho thuê cũng có, với cái thiết kế rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà ở đây thì phòng ở đây thì hơi nhỏ, tại vì em có đi vô đây rồi hỏi thăm cho một số cô chú anh chị, nhưng mà em thấy phòng ở đây hơi nhỏ, nhưng mà cái giá cũng hơi cao, tại vì ở đây giá cao là do nó nằm ở vị trí đất đỏ, đất địa gần với quận nhất và thuận tiện để đi đến những cái điểm chợ Bến Thành rồi đó, Phố Tây, khu ăn uống quận 4, và chúng ta nhìn bên kia đó là quận nhất, và với một cái dãy nhà xưa, ngày xưa ở đây con đường rất là chật hẹp, nhưng mà ngày nay con đường Bến Vân Đồn rất là rộng lớn. Nơi đây chúng ta đang đứng có một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Vĩnh Hội 158B Bến Vân Đồn. Nhà thờ này thì có rất là lâu rồi, từ ngày xưa cho tới bây giờ. Ngày xưa thì cái không gian ở đây cũng như cái quang cảnh ở đây không có đẹp như bây giờ, nên bây giờ chúng ta nhìn thấy sẽ rất là bất ngờ ha. Sẵn đây cũng cầu mong cho ơn trên phù hộ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe. Thì nhân đây em cũng cầu cho cái kênh của em lúc nào cũng tăng cái lượng subscriber, và được cô chú anh chị và các bạn nhiệt tình chia sẻ, để kênh Vinh Lâm TV lan tỏa đến khắp các nước cộng đồng người Việt nhớ về Sài Gòn cũng như nhớ về Việt Nam. Những con hẻm cặp bên hông Bến Vân Đồn, đây là hẻm 158. Ngày xưa Bến Vân Đồn khu vực này bán rất là nhiều cây kiển,
Nhưng mà bây giờ bên dãy bên kia đã không còn nữa ha. Mình sẽ tiếp tục đi lang thang. Ở đây cũng có rất là nhiều căn nhà xưa. Để em quay lại cô chú anh chị các bạn chúng ta xem. Nếu mà có mà con mình có ai kỷ niệm về khu này thì cho em xin cái comment và nhân đó cũng gửi đến các anh chị và các bạn ở xa. Nếu ai chưa biết đến Sài Gòn và chưa biết đến đường Bến Vân Đồn thì đây là cái hình ảnh để các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo. Ở đây có quán nhậu tới bến luôn. Ở đây bán rất là nhiều vật liệu xây dựng. Có lẽ cái video này sẽ hơi dài vì cái cung đường này có rất nhiều cái để chúng ta ngắm nhìn, nên thành ra nó hơi dài. Và ở đây đặc biệt có cái nhà rất là xưa, không biết ngày xưa là làm gì, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy đóng cửa rồi. Số 183 Bến Vân Đồn. Nếu hy vọng cô chú anh chị biết về căn nhà này cho em xin comment ha, chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem, cùng biết luôn. Và cái bên đây có cái con hẻm rất là lớn, cũng an ninh lắm. Nhà thuốc Hiệp Thành. Đây có cái building mới xây. Với ngày xưa con đường này chật hẹp và dơ, thì ngày nay con đường này là con đường vàng với những cái chung cư, những cái building, những cái văn phòng rất là sang trọng, những căn nhà rất là mới. Đó, nhà này đang xây nữa nè. Bữa nay Sài Gòn trời hơi âm u, không có nắng, chỉ có mây. Buổi sáng thì mưa rất là nhiều, nhưng bây giờ Sài Gòn là gần 4 giờ chiều. Ở đây không có vạch qua đường, chúng ta bớt xe mình đi qua đường. Ở đây là đường Khánh Hội. Nếu mà chút xíu nữa có thời gian chúng ta sẽ gặp nhau ở con đường Khánh Hội này ha. Mình tiếp tục đi con đường Bến Vân Đồn. Và nhìn qua bên kia chúng ta thấy bên quận nhất cũng có rất là nhiều cái building cặp theo Bến Trương Dương. Khu vực này buổi tối có rất là nhiều quán nhậu ở đây nữa nè. Lẩu bò 7 món. Đối với những cái video đi bộ như thế này thì chúng ta cảm thấy rất là dễ xem, mà em cũng cảm thấy rất là vui khi thực hiện những cái đoạn video như thế này. Mỗi khi các anh chị các bạn mỗi khi đi làm về thì vô phòng mở máy lạnh lên và bật tivi lên, mở YouTube Vinh Lâm TV hôm nay quay gì đây, và chúng ta lại có những cái đoạn video thú vị về Sài Gòn, nhớ lại những cái thời xưa chúng ta đã từng đi đến đây. Đây như là cái chùa giáo điện gì đó,
nhưng mà bây giờ thấy đóng cửa rồi, bị che khuất nên không nhìn thấy chữ. Nhớ ngày sợ, nhớ ngày hồi nhỏ. Đây có cái hotel rất là đẹp, rất là hoành tráng. Nhớ hồi nhỏ hay đi qua đây đôi ba lần, và đi đến khu này, nhưng mà cái đường ngày xưa ở đây nó nhỏ lắm. Rồi ở đây có nhiều cái hãng xưởng nên thành ra cũng không có biết nhiều về khu bên đây. Ngày xưa bên đây đâu có nhiều cái dịch vụ, đâu có nhiều hàng quán ăn uống gì như vậy đâu, mà không có thông thương nữa. Tại vì ngày xưa chưa có cầu Nguyễn Văn Cừ, và những cái cầu này rất là nhỏ. Ở đây có cây cầu dừa nữa nè. Đây có quán cà phê. La La Tea Coffee. Ở đây có cái đình. Đình Vĩnh Hội. Có lẽ ngày xưa khu quận Tư này là khu Vĩnh Hội hay sao, nên có rất là nhiều cái địa danh gắn liền với chữ Vĩnh Hội, rất là nhiều công trình liên quan tới chữ Vĩnh Hội. Ở đây buổi sáng có bán cái món gọi là bún cá miền Tây. Bây giờ bữa nay bán buổi chiều luôn ha, hồi trước bán buổi sáng thôi, bây giờ bán thêm buổi chiều nữa. Quán bún cá miền Tây. Khu vực này đó chính là cây cầu dừa, cầu dừa năm xưa, và chúng ta hôm nay chúng ta đi qua cây cầu dừa mới nha. Với cái đoạn cây cầu dừa này, ngày xưa có rất là nhiều những cái căn nhà tôn lụp xụp, nhưng mà ngày nay thì không còn nhiều lắm. Những căn nhà tạm bỡ ven sông thì chắc là sẽ không còn trong tương lai nữa. Đó, cây cầu dừa năm xưa đó. Ngày xưa mình đi thì cái con đường nó nhỏ như cây cầu dừa đó vậy đó. Bên đó vẫn còn những cái căn nhà tôn đó. Các anh chị thấy chưa? Và cây cầu mới ngày nay với cái diện tích mặt đường là khoảng 25-30 mét thì xe chạy rất là thoải mái với 6 làn xe luôn. Bên đây có cái công viên nhỏ nhỏ, là bên kia bán gạo nè, thùng gạo 270 bến Vân Đồn. Qua cái đoạn video này quá dài, chúng ta vẫn đi tiếp nha. Đến cây cầu đằng kia thì mình sẽ ngưng, nếu dài quá cô chú anh chị bạn khoan chuyển kênh nha, mình đi khám phá tiếp xem phía trước chúng ta có cái gì nữa ha, coi thay đổi như thế nào nữa ở đằng kia. Một buổi chiều thú vị lang thang cùng các anh chị và các bạn.
Bình thường thì mỗi ngày em đi hay đi làm và đi đến đâu thì, nếu thuận tiện là em sẽ mở camera lên và chia sẻ. Ở đây cô bán cái phá lấu. Bên quận tư này mà ngồi nhậu rất là mát ha, ngồi ở trên lầu và nhìn ra đường, nhìn qua bên bên kia sông, cái view rất là đẹp luôn. Xích lại đây là có cái chung cư rất là đẹp nè, mới xây rất là hiện đại. Ở bên đây cũng có một cái nhà hàng tổ chức tiệc cưới rất là lớn. Trong quá trình thực hiện những cái video đi ngoài đường như thế này, em cũng tiếp nhận được rất là nhiều cái comment chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn nhắn nhủ là em đi đường này đi đường kia, hẻm này hẻm kia. Thì nếu các anh chị và các bạn quan tâm, vui lòng nhấn cái nút đăng ký, rồi nhấn hình cái chuông để khi mà em có cái video mới thì nó sẽ báo lên điện thoại các anh chị và anh chị không cần phải tìm kiếm ha. Em đi rất là nhiều cung đường ở Sài Gòn này nên rất là dễ cho các anh chị và các bạn cập nhật. Nếu cô chú anh chị bạn chúng ta coi tivi thì không có bấm được cái nút đăng ký ha, nhưng mà mình cứ tìm Vinh Lâm TV là sẽ ra, hoặc là mình gõ cái địa danh gì đó, ví dụ Bến Văn Đồn, quận 4, quận 8, xóm lao động, quán ăn hay là con hẻm nào đó thì nếu mà có video thì nó sẽ hiện lên trên kênh Vinh Lâm TV. Nước mía 6.000 một ly. Ở đây bán đồ điện. Và nơi đây là con đường Nguyễn Khoái đi đến đi đến Tôn Thất Thuyết. Xe anh bị hư nên thành ra anh để máy anh chạy lớn quá. Ở đây chúng ta có cái building nè, rất là đẹp nè. Tiền nằm ở chỗ này đây. Và cái khung cảnh ở đây buổi chiều người ta đi dạo vòng vòng ở cái khuôn viên ở dưới chung cư. Ở đây không thua gì nước ngoài ha, những hình ảnh này mình nhìn những cái building chọc trời, những cái phòng tập yoga fitness. Quận tư bây giờ rất là sạch sẽ. Mình đi một đoạn nữa ha, một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay dọc theo cái tuyến đường Bến Văn Đồn này.
mình cùng nhìn ngó lại một số hình ảnh thay đổi về khu vực này. Bây giờ chúng ta phải thay đổi một cái cách nhìn nhận về quận Tư của ngày xưa và ngày nay. Khi mà nghe nói đến quận Tư thì chúng ta cũng hơi ớn ớn ha. Nhưng mà ngày nay thì với những tòa nhà như thế này thì chúng ta cũng phải thay đổi theo thôi. Nhà ở đây thì mắc lắm. Nhà đây rất là giá rất là cao nha. Tại vì có cái view đẹp lắm. View qua bên kia. Bên kia là nhìn là thoáng. Rất là thoáng, một dòng sông với bờ kè và chung cư ô với bờ kè và những hàng bông công viên dọc theo bờ kè rất là đẹp. Rồi chắc video cũng đã dài, em xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại cái cung đường này, tại cái tòa nhà này. Và đằng kia chúng ta đi tới tí nữa đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Xin lên trên kia là cầu Nguyễn Văn Cừ để đi qua chợ Nancy ngày xưa đó. Ngày xưa thì không có cái đường đó ha. Bây giờ thì chúng ta rất là thuận tiện đi từ quận Tư qua quận Nhất, thông qua rất là nhiều cây cầu. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Ở đây là chung cư Vạn Đô. Vạn Đô Building.